Hello anh em, hôm nay linh kiện Việt Phong mình có một em Samsung Z Fold 4 cháy cả hai cáp gập, cáp hiển thị màn hình và cáp âm thanh luôn. Anh em cần linh kiện cáp gập từ Z Fold 1 tới Z Fold 4 để thay thì liên hệ bên mình phân phối trực tiếp nha. Từ ngày đẩy quảng cáo cho mọi người nghe về việc hư cáp gập trong Z Fold, Z Flip thì mới thấy cái bệnh này xuất hiện rất là nhiều, nhưng mà tại vì trước đó người ta nói ít về nó nên không có phổ biến rộng rãi thôi. Chứ nguyên lý hoạt động chính của mấy con Samsung Z Fold với Z Flip là nhờ hai cái cáp gập này, mà miếng cáp của nó cũng rất mỏng manh nên tới tuổi nó hư rồi xuất hiện tình trạng mất tiếng, hư wifi hay đột một màn hình mất hiển thị cũng sẽ xảy ra sớm trên Samsung Z Fold, nên là cọng cáp này rất tiềm năng nha anh em. Kỹ thuật mua combo hai cáp gập Samsung Galaxy Z Fold tại linh kiện Việt Phone sẽ luôn được trợ phí tốt hơn ở ngoài nhà khách ơi. Linh kiện Việt Phone, nhà phân phối linh kiện điện thoại máy móc thay ép kính lớn tại thành phố Hồ Chí Minh. Thần tài đến hãy giang tay đón mời. Thần tài đến thắm tô trên môi cười. Thần tài đến ấm no cho muôn nhà, sẽ xóa đi bao nhiêu nghèo thế gian ăn hỏi.